xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đoài y đến và bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã gian sinh ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta nhận ra được một điều hết sức quan trọng là Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta quyền năng tha thứ. Bởi vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền xét xử và quyết định về cái số phận của một tội nhân. Mỗi Kitô hữu chúng ta chỉ được cái vinh dự là nhận lấy cái sức mạnh từ Chúa phục sinh. Chúa phục sinh đã tha thứ tội lỗi của tất cả chúng ta. Chúa phục sinh đã gánh thay tội lỗi của chúng ta để xin được ơn tha thứ tuyệt đối từ Thiên Chúa Cha. Thưa Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và cũng từ cái sức mạnh của ơn tha thứ do Chúa Giêsu Kitô đã đạt được qua biến cố, đau khổ, tử nạn và phục sinh, thì Chúa Kitô phục sinh đã trao cái quyền năng tha thứ đó cho tất cả Kitô hữu chúng ta, nếu chúng ta thực sự tin vào sức mạnh tha thứ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Quyền năng tha thứ này Chúa Giêsu ban cho mỗi Kitô hữu kèm theo cái lời chúc bình an và có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Khi nào mà có tha thứ, khi đó chúng ta cảm nhận được sức mạnh của bình an. Nơi nào mà chúng ta sẵn sàng bỏ qua cho nhau tất cả những cái điều mà anh chị em đã làm tổn thương chúng ta, có thể là vô tình và cũng có thể là hữu ý, thì khi đó chính chúng ta là những người được thừa hưởng cái lời chúc bình an của Chúa phục sinh. Và từ cái ơn bình an đó, chúng ta cũng chia sẻ được cái niềm bình an hết sức là cao quý, hết sức là thánh thiện cho kể cả những người đã gây tổn thương cho chúng ta, cho những người đã có thể là ác ý để làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta phải bị mất cả danh dự, phải bị phá sản về tình cảm, chứ không phải chỉ là vấn đề kinh tế, không thể là vấn đề tương quan xã hội mà thôi. Thật sự là quyền năng tha thứ này là một quyền năng không kém mạnh mẽ và không kém tính thánh thiêng của cái quyền năng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta từ chỗ là những tội nhân, hay nói theo ngôn từ của Thánh Phaolô là những kẻ tử thù của Thiên Chúa, lại được trở thành người nhà của Thiên Chúa, trở thành những nghĩa tử của Thiên Chúa, trở thành những người anh chị em của Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta được xứng đáng nhìn lên Thiên Chúa Cha trên trời mà thưa Cha. Và Thánh Thần của Đức Phục Sinh vẫn tiếp tục hoạt động ở trong Hội Thánh,
để cho cái quyền năng tha thứ này để trở nên một cái ngọn đèn sáng cho cả một cái thế giới lúc nào cũng hừng hực cái lửa oán thù, và lúc nào cũng có rất nhiều cái cách để người ta đổ thêm dầu, để người ta chất thêm những cái chất dễ cháy vào cái bão lửa hận thù đó. Thì mỗi Kitô hữu lại được mời gọi trở nên một cái chứng từ, một cái làn gió mát, một cái chất để trung hòa lại, và nhất là một cái chất để biến cái cơn bão lửa trở thành một cái trận mưa rào tươi mát, cái lòng thông cảm, lòng tha thứ và nghĩa huynh đệ. Có lẽ hơn bao giờ hết, cái thời đại của chúng ta rất cần có những Kitô hữu chứng nhân cho cái tình huynh đệ thiết thực, đặc biệt là thể hiện cái quyền năng tha thứ. Và tha thứ thì chúng ta biết không đặt bất kỳ một điều kiện nào, không có đặt bất kỳ một giới hạn nào. Cái ơn tha thứ đó, cái quyền năng tha thứ đó, nếu một khi đã nhận được từ chính Thiên Chúa, từ chính Chúa Giêsu Kitô, phải được tiếp tục, phải được nhân rộng và phải được sống mãi, phải được triển khai để trở thành một cái sức mạnh mới thống trị bên trên cái sức mạnh của bạo lực, của hận thù, của quỷ dữ. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô đứng đã trấn an tất cả chúng ta sau khi Chúa đã toàn thắng tà thần và tử thần. Chúng con đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian. Thế gian ở đây có nghĩa là cái thế gian đã chịu cái thế lực ác tà khuất phục để mà trở thành nô lệ cho những cái ích kỷ, tham vọng, bạo lực, hận thù. Xin Chúa phục sinh đấng vẫn đang sống trong hội thánh, ban thánh thần của tình yêu, ban thánh thần của ơn tha thứ, và nhất là ban thánh thần của bình an cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.